Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like để cô chú, các anh chị và các bạn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Giá Lúa Gạo hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2024. Thủ tướng ký chỉ thị về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới. Tuy nhiên, hiện nay tại đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch vụ lúa đông xuân, nhưng có hiện tượng doanh nghiệp chờ đợi giá lúa xuống thấp, còn người dân chờ đợi bán được giá lúa cao. Do đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo lành mạnh, minh bạch, kịp thời trong tình hình mới có nhiều biến động, hướng đến phát triển ngành lúa gạo bền vững, hiệu quả cao, năng suất thu nhập cao cho người trồng lúa. Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả đề án phát triển bền vững, chuyên canh lúa chất lượng cao và phát triển tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng lãi suất ưu đãi, đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng phục vụ thu mua lúa xuất khẩu gạo, nhất là vụ đông xuân năm 2023 đến năm 2024 tại các vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên là thông tin rất vui cho bà con nông dân trồng lúa được cơ cấu bền vững. Giá lúa gạo hôm nay dao động từ 7.200 trở lên tùy theo chủng loại và thời điểm cắt. Giá lúa gạo ở Kiên Giang ST21 8.300 đến 8.500 đồng một ký. IR 50404 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.000 đến 8.100 đồng một ký. OM18 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM5451 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Nan Hoa Chín 7.500 đến 7.700 đồng một ký. VNR20 7.600 đến 7.700 đồng một ký. Tài Nguyên 7.600 đến 7.700 đồng một ký. ST24 ST25 8.500 đến 9.000 đồng một ký. RVT 7.900 đến 8.000 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Jasmine 7.500 đến 7.800 đồng một ký. Giá lúa ở An Giang OM5451 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Nan Hoa Chín 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Đài Thông 8 7.800 đến 8.100 đồng một ký. OM18 8.000 đến 8.100 đồng một ký. IR504 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Nếp khô Long An 9.500 đến 9.800 đồng một ký. Nếp tươi Long An 7.600 đến 7.900 đồng một ký. Tình hình nếp khô An Giang 9.600 đến 9.800 đồng một ký. Gạo nguyên liệu IR504 12.400 đến 12.500 đồng một ký. Tấm OM5451 11.600 đến 11.800 đồng một ký. Cám 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Tiếp theo, giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau, Hương Châu 6 7.500 đến 7.800 đồng một ký. OM5451 7.900 đến 8.100 đồng một ký. IR50404 7.700 đến 7.900 đồng một ký. OM18 8.000 đến 8.100 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.000 đến 8.100 đồng một ký. Tiếp theo, giá lúa Nàng Hoa Chín có giá như sau. Nàng Hoa Chín 7.500 đến 7.700 đồng một ký. RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký. ST24, ST25 8.500 đến 9.100 đồng một ký. Giá lúa ở Sóc Trăng và Tiền Giang IR50404 7.700 đến 7.900 đồng một ký. OC10 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM380 7.200 đến 7.400 đồng một ký. TS1 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Đại Thơm 8 8.000 đến 8.100 đồng một ký. OM5451 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Lúa Tài Nguyên
7.500 đến 7.800 đồng một ký, RBT 7.900 đến 8.100 đồng một ký, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng một ký, XT24, XT25 8.100 đến 8.200 đồng một ký, Jasmine 7.600 đến 7.900 đồng một ký. Giá lúa tại Trà Vinh, Vĩnh Long, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng một ký, OM18 8.000 đến 8.100 đồng một ký, OM5451 7.900 đến 8.100 đồng một ký, Japonica 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM380 7.200 đến 7.400 đồng một ký, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Tiếp theo, tình hình giá lúa tại Cần Thơ, Hậu Giang, IR50404 7.700 đến 7.900 đồng một ký, OM18 8.000 đến 8.100 đồng một ký, OM5451 7.400 đến 7.500 đồng một ký, Đại Thông 8 7.800 đến 8.000 đồng một ký, RVT 8.900 đến 8.100 đồng một ký, XT21 8.300 đến 8.500 đồng một ký, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Zbonica 7.500 đến 7.700 đồng một ký, Zmin 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM576 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM4218 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An, OM18 7.900 đến 8.200 đồng một ký, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký, Đại Thơm 8 7.800 đến 8.000 đồng một ký, IR50404 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM380 7.200 đến 7.400 đồng một ký, Nếp Tươi Long An 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Zmin 7.700 đến 7.800 đồng một ký, XT25 8.400 đến 8.500 đồng một ký, Nàng Hoa Chính 7.800 đến 8.000 đồng một ký, OM7347 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM9582 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Tây Ninh, OM576 7.500 đến 7.800 đồng một ký, IR50404 7.300 đến 7.500 đồng một ký, Đại Thơm 8 7.800 đến 8.000 đồng một ký, OM6976 7.200 đến 7.500 đồng một ký, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký, OM4900 7.300 đến 7.500 đồng một ký, OM34 7.600 đến 7.900 đồng một ký, OM18 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá gạo ở các chợ lẻ như sau. Giá gạo ở các chợ lẻ: gạo Nàng Hoa Chính giá 19.500 đồng một ký, gạo Nàng Nhan giá 26.000 đồng một ký, gạo Zmin giá 17.000 đồng đến 18.500 đồng một ký, gạo Tẻ Thường 15.000 đến 16.500 đồng một ký, gạo Thơm Trắng Thông Dụng giá 17.000 đồng một ký, gạo Thơm Thái Hạt Dài giá 19.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo Hương Lai giá 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thường 18.500 đến 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thái giá 28.500, gạo Thơm Đài Loan giá 21.000 đồng, gạo Thơm Nhật giá 22.000 đồng. Chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem hết video này.